Xin chào các bạn, thú thật đấy, đây là lần đầu tiên mà mình cảm thấy hài lòng nhất khi mà trải nghiệm qua những cái dòng loa của TV như các bạn. Thì đây là hai cụm loa của dòng TV cao cấp Philips. Cái điều đặc biệt nhất của hai cụm loa này là chỉ với một củ loa nhưng mà nó có tới hai cuộn còi bên trong. Thì thành ra là các bạn thấy này, đầu ra nó có tới hai cặp dây luôn, là tổng cộng có 4 dây nha các bạn. Do là trong mỗi củ loa này nó sẽ có hai cuộn coi, và cả cụm bên này cũng vậy luôn, nó cũng có tới hai coi, nên là cái đầu ra của nó có tới hai cặp dây này. Hiện tại ở đây là mình đã kết nối hai cụm loa, bao gồm một cụm loa súp này, cụm loa toàn giải này, và một củ loa chép 20 cadence, kích thước 1.5 inch, công suất 10W, vào một chiếc mạch phân tần 3 đường tiếng như này đó. Để mình quay gần lại cho các bạn xem, hơi bị chất lượng luôn. Bây giờ mình sẽ sơ lược qua thông số kỹ thuật của cụm loa súp này. Kích thước của củ loa này á là 3 inch, công suất được 32W. Ở mặt trên nó sẽ có hai màn cộng hưởng hai bên này, còn mặt sau nữa. Đây thì mình quay lại cho các bạn xem. Ở mặt sau này cũng có hai màn cộng hưởng nhỏ. Và trở kháng của củ loa này á thì nó chia ra thành hai cuộn coi. Mỗi cuộn là có trở kháng 4 ohm. Cũng chính vì lý do củ loa này á nó có hai cuộn coi, thành ra là nó cực kỳ đa năng nha các bạn. Mình có thể mắc song song này, và mình cũng có thể mắc nối tiếp để cho nó có được một cái trở kháng phù hợp với mạch công suất. Còn với trường hợp hiện tại á, là mình đang mắc nối tiếp. Đây các bạn thấy là cái dây màu đen của cuộn coi thứ nhất thì mình nối với cực dương của cuộn coi thứ hai. Và cuối cùng là nó ra hai dây như này các bạn ạ, bao gồm một dây đỏ và một dây đen. Thì dây đen là cực âm, còn dây đỏ là cực dương. Cái cách mắc nối tiếp thì nó cũng chẳng khác gì so với cái việc mà mình lắp những sạc pin lại với nhau đâu. Nó cũng tương tự như vậy, chẳng khác gì. Còn mắc song song ấy, thì cái dây màu đỏ mình sẽ đấu trộm lại với dây màu trắng. Còn hai dây đen thì mình sẽ trộm lại với nhau, là coi như ra được hai đầu dây. Thì khi mà mình mắc song song ấy, thì cái trở kháng nó sẽ còn 2 ohm thôi. Còn với trường hợp mà mình mắc nối tiếp ấy, thì trở kháng nó sẽ là 8 ohm như các bạn. Tại vì như lúc đầu mình đã nói, mỗi một cột coi của củ loa này nó sẽ có trở kháng là 4 ohm. Thì thành ra nếu như mà mình mắc nối tiếp nó sẽ là 8, còn mắc song song nó sẽ là 2. Quay sang cụm loa tần giải này thì kích thước của nó là 2.5 inch, còn công suất là 17W. Còn trở kháng ấy, mỗi cuộn coi sẽ là 8 ohm. Nếu như mà mình mắc song song lại thì nó sẽ xuống còn 4 ohm, còn mắc nối tiếp thì nó sẽ trở thành 16 ohm nha các bạn. Nó sẽ rất là đa năng để mình có thể ghép vào những cái mạch công suất khác nhau. Cụm loa tần giải này nó khác so với cụm loa súp kia ở chỗ là nó không có dùng màn cộng hưởng, mà nó dùng ống thông hơi. Các bạn thấy này, nó là một dạng ống thông hơi hình vòng, nó vòng từ chỗ này vòng vào trong. Quay gần lại chiếc mạch phân tần này, các bạn có thể thấy là với cụm loa mid hiện tại là mình đang mắc song song lại để cho trở kháng xuống 4 ohm nó sẽ tốt hơn. Chứ còn nếu như mà mình mắc nối tiếp thì cái trở kháng của nó cao quá, độ nhạy nó giảm đi, thành ra là mình nghe cái tiếng nó sẽ nhỏ lắm nha các bạn, nó không có được hợp lý. Bắt buộc mình phải mắc song song lại để trở kháng xuống 4 ohm là hợp lý nhất luôn. Còn với cụ loa súp này thì mình phải mắc nối tiếp, tại vì nếu như mà xuống 2 ohm thì nó thấp quá, có vẻ như là cái mạch này nó chịu không nổi các bạn ạ. Thành ra là mình đã phải mắc nối tiếp lại để cho cái trở kháng của nó là 8 ohm, nó sẽ phù hợp hơn. Quên mất, mình chưa có quay chi tiết cho các bạn xem chiếc mạch phân tần 3 đường tiếng này. Đây cũng chính là một chiếc mạch phân tần 3 đường tiếng mà mình thích nhất luôn. Các bạn có thể thấy là cái chất lượng của nó quá là ngon so với tầm giá. Hai cuộn cảm này đều là lõi sắt hết, dây đồng khá là to. Đây là tủ phân tần cho loa mid này, còn hai con bên này là tủ phân tần cho loa chép. Còn trở dài này cũng vậy luôn, trở công suất cho loa chép. Còn cái con màu cam này á, mình nhớ không lầm nó là con cầu trì tự phục hồi. Với trường hợp mà nó bị quá tải á, tức là cái loa chép ấy, nó bị quá tải thì nó sẽ ngắt trong giây lát và nó sẽ tự phục hồi lại ngay luôn. Rất là hay nha các bạn. Mình không có cần phải thay cục trì hay là thay bóng này kia nó rườm rà như mấy cái loại phân tần cổ điển trước đây ấy. Quay phía trên này ấy, có thể nhiều bạn sẽ chưa biết, thì tiện thể đây mình chi tiết luôn cho các bạn dễ hình dung. Chiếc mạch màu xanh có chiếc anten này là mạch thu của Bluetooth, còn mạch màu đỏ này là mạch tăng áp. Hiện tại là mình đang tăng mức áp từ 7.2V lên khoảng 22V ấy, để cấp vào chiếc mạch quét đại âm thanh này. Mạch quét đại âm thanh này nó được trang bị con IC TBA 3116. Mình đã lên video cách đây không lâu, nếu như bạn nào quan tâm thì có thể vào kênh của mình nút xuống bên dưới để xem lại. Rồi, bây giờ mình tiến hành lên nhạc và test thử luôn. Đời người con gái nay mới 20, sao em không cười hay gió tuyết rơi
yêu thương không rời. Năm mới chúng ta cùng hẹn ước bên nhau anh nhớ nào. Nơi chốn đây hoa mộng một chút mênh mông nhưng xót xa. Thôi như chúng ta đành đầy bước qua nhau những phím đàn. Đời ôm giấc mơ này nhưng nhớ thế nào. Ngàn câu hứa chẳng được gì, cuối cùng thì mình phải chia ly. Khi trải nghiệm xong thì mình có một số đánh giá như sau. Với củ loa chép Harman Kardon này á, thì phải nói là quá ngon luôn. Nó cho ra một cái giải chép sáng này, trong trẻo và có một cái độ chi tiết cực kỳ cao. Còn quay sang củ loa toàn giải này á, thì nó cũng cho ra một cái chất âm trong trẻo này, sáng. Tuy nhiên là cái độ chi tiết á, thì mình thấy là nó chưa thật sự tốt cho lắm. Nếu như cái thang điểm độ chi tiết của mình là 10
thì cái cục loa này nó chỉ rơi vào 7 điểm thôi. Còn sang tới cục loa súp này thì mình cũng đánh giá cao, bởi vì nó thể hiện cái giải tần số thấp rất là tốt, cũng như là nó cho ra một chất bass mạnh mẽ này, uy lực trầm ấm. Tuy nhiên là cũng có một số bài nhạc ấy, cái chi tiết nó cầu kỳ quá, nó kèm theo cái lời hát nó nhiều này, và cái giải bass nó cũng mạnh theo luôn á, thì đôi khi mình nghe gần mình sẽ cảm thấy rằng là cái lời hát nó bị rè, nó bị rè nhẹ thôi các bạn ạ, chứ nó không có rè nhiều. Nhưng mà cái đó cũng chính là nhược điểm của cái cục loa này. Còn lại thì mình thấy cũng không có gì để mà chê nữa, chỉ ngoại trừ là cái trường hợp với những cái bài nhạc mà cái chi tiết nó nhiều thì đôi khi là nó bị rè cái lời hát thôi. Còn quay sang tới cái mạch phân tần này thì cũng không có gì để mà nói tới nó nữa. Về cơ bản thì mình thấy nó quá ngon so với tầm giá rồi, với cái mức giá là chưa đến 200.000 nữa mà nó được như này thì cũng quá tuyệt vời các bạn ạ. Về cái giải tần số mình thấy là chiếc mạch này nó cắt khá là chuẩn luôn, thành ra là mình cũng không có gì để mà nói đến nó nữa. Thì đó chính là cảm nhận cũng như là đánh giá của mình sau khi trải nghiệm qua hai cụm loa của dòng TV cao cấp Philips. Nếu như bạn nào mà có quan tâm đến tất cả những món mà mình có trên bàn đây, mình cũng sẽ để đầy đủ các link tham khảo mua hàng chi tiết ở trong phần mô tả video. Và bây giờ mình xin kết thúc video tại đây. Các bạn mỗi người hãy để tặng mình một like và nhấn cái kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video này. Xin chào các bạn.